Sướng chưa? Đào cả nhà nhá. Tiếp cái cảnh này trời mưa nhưng mà đang bán hai cây mộc bụi đây. Mộc một thân nhưng mà thắt thân thấp gọi mộc bụi. Mộc Văn Lang Yên nhá. Cái này mình mua ở nhà vườn này. Tuyên Hòa, Hòa Tuyên ở Phụng Công Văn Giang. Đây, à, hòa vẫn còn hòa này. Đấy. Anh chăm tốt lắm đấy các bạn, lá này, cây mộc xịn sò lá như này to nhưng mà là gì anh chăm rất tốt. Đây là cây này cao 3 mét này, tán thì rộng lắm, tán rộng xum xê này, kéo ra chơi về cho lên chậu. Cây này cây một gốc nhá. Vành 26, mới ra khát chắc 10 năm rồi. 1, 2, 3, 4, 5 tay, ngũ phúc. Gốc rất đẹp vậy. Đấy. Đấy, trồng là to như này, mọc xịn xò, tiền hòa. Em Tuyên mà xem clip này là mộc của nhà em đấy nhá. Mua 35 này để lại cho anh bạn bây giờ này. Anh nhiều anh lại. Đấy, đang chuyển này. Tuyên Hòa nhá. Đây các bạn nhìn này, thấy chưa? Quá đẹp. Đây cây thứ hai nhá. Cây thứ hai này vành 25 các bạn ạ. Chỗ bé nhất đấy. Cũng ngũ phát năm tay. Đấy, cũng đây gốc đây. Đấy. Năm tay nhá. Cái này vanh 2 năm thôi. Cái này về nên chậu chơi bonsai. Rồi mình sẽ lấy cái này về vườn, không còn cây mộc nào bạn ạ. Cái này chia sẻ để anh em là hết mộc lại đi mua lại đi. Đấy. Mua dưới Văn Giang nhà đây, em Tuyên Hòa một đôi này về bán cho anh bạn, bây giờ anh bạn anh 135 rồi mình lại mua lại. Về vườn với vườn mình không còn cây mộc nào. Đây anh còn đang thừa đôi này để anh trồng ở đây này. Đấy, đôi này to hơn. Cả mãi anh mới để lại cho anh nhá. Đấy, cây khả năng đồng chí Tiệp lấy đôi này thôi, không bán nữa. Khả năng em có đôi chậu vừa mua 5 triệu anh ạ. Không, anh trồng đôi này vào đây. Vâng. Thôi có khi để mấy nữa thằng ấy nó giả cái tiền trà hoa vàng này có khi bê về thôi. Chẳng đang bán nữa. Chơi chứ, vườn không còn cái mộc nào. Đấy bạn này. Thôi ngắn thế nhá, để chuyển với được 2 phút. 3 phút rồi, thôi được rồi, thế thôi. Đấy, mấy anh em trời mưa, thôi. Cứ để đấy mấy nữa bê nhá. Đấy, còn thằng công đánh em điếc đấy. Đẹp nhỉ, cái máy này thích lắm, nhìn đẹp. Đấy. Đấy, đọc thành phần Covid hết lượt đấy. Rồi, chào cả nhà nhá.